Thưa quý vị và các bạn, cứ 15 phút lại có một trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh được sinh ra. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Y học bào thai lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh do Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu về y học bào thai trên thế giới. Giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhấn mạnh cứ 15 phút có một trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh được sinh ra. Dị tật tim bẩm sinh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Còn tại Việt Nam, tim bẩm sinh là bất thường bẩm sinh thường gặp nhất, chiếm khoảng 1% tổng số trẻ sinh hàng năm. Trung bình mỗi năm tại Việt Nam có hơn 1,5 triệu trẻ ra đời, trong đó có khoảng 12.000 trẻ mắc bệnh lý tim bẩm sinh. Dị tật tim bẩm sinh cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong giai đoạn sơ sinh, chiếm gần 7% nguyên nhân gây tử vong từ 20 tuần tuổi thai đến 1 năm sau sinh. Việt Nam đã tiếp cận lĩnh vực này trong vòng 5 năm nay và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những bệnh viện công đầu tiên đã áp dụng về những lĩnh vực sâu về y học bào thai, trong đó có những can thiệp bào thai. Đây là một điều mà chúng tôi rất mong muốn trong hội nghị, đó là mang một tiếng nói chung lan tỏa đến tất cả đồng nghiệp của chúng tôi ở toàn quốc. Chúng tôi sẽ có cùng một tiếng nói chung, cùng một cách thức sàng lọc, chẩn đoán, và nếu ở cơ sở nào xử lý được đến đâu thì xử lý, còn ở cơ sở nào không xử lý được thì sẽ chuyển lên tuyến trên đến chỗ chúng tôi. Để có thể phát hiện, ngăn chặn kịp thời những rủi ro trong quá trình thai sản phụ thuộc rất nhiều vào sàng lọc và chẩn đoán trước sinh và can thiệp sau sinh mà Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đi đầu cả nước trong lĩnh vực này nhằm mục đích cho ra đời những trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Trong tới đây thì chúng tôi cần nhiều hơn nữa các sự phối hợp này giữa các bệnh viện nhi và bệnh viện sản nhi trong cả nước để có thể đảm bảo được cái tỷ lệ cứu sống trong tim bẩm sinh của các em bé ngày một tốt hơn. So với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã thực hiện tương đối tốt công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh. Điều này phụ thuộc lớn vào mạng lưới sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh trước và sau sinh. Sau hội nghị này, chúng tôi mong muốn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói riêng và nền y học Việt Nam nói chung tiếp thu được những kiến thức và kinh nghiệm trong sàng lọc, chẩn đoán, quản lý và điều trị bệnh lý này nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bào thai và sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo Bộ Y tế, chẩn đoán trước sinh giúp có chiến lược chuyển dạ tốt hơn, có sự chuẩn bị về điều kiện can thiệp hay phẫu thuật ngay sau sinh. Tuy nhiên, bệnh lý tim bẩm sinh là dị tật bị bỏ sót nhiều nhất trong siêu âm sàng lọc trước sinh do tính đặc thù chuyên khoa. Tại hội thảo lần này, các chuyên gia y tế cũng cho rằng việc phát hiện sớm các bất thường tim trong thai kỳ cần được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, chẩn đoán thận trọng và có một chiến lược theo dõi quản lý thai nghén. Phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm, chẩn đoán trước sinh và can thiệp sau sinh là cơ hội tiếp thêm niềm tin cho các gia đình, nâng cao chất lượng dân số.